có sẵn lòng chia sẻ với mọi người về sản phẩm tinh dầu của công ty Alka được không? À, mình rất sẵn lòng đó. À, cảm ơn bạn. Hiện tại thì Quy được biết và sử dụng tới những loại tinh dầu nào? À, thật ra thì Alka thì có rất là nhiều loại, thì hiện tại là nó hơn 17 loại lắm. Nhưng mà cái loại tinh dầu mà Quy sử dụng thường xuyên và cũng đó rất là lâu rồi thì có đồng là hai loại. Thứ nhất là cảm gió, thứ hai là chậu bưởi. Vì hai tinh dầu này nó rất là cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của Quy. Là một sinh viên thì đôi khi mình ra ngoài nắng gió bụi nữa thì hai loại này nó giúp cho mình vừa sát khuẩn nè, vừa sạch khuẩn, sạch bụi, và một phần nữa là giúp cho mình trị liệu tinh thần thoải mái hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sau một thời gian sử dụng nó thì Quy cảm nhận về cái sản phẩm mình như thế nào? Thì thứ nhất á, là mình phải nói là về tinh dầu bưởi. Đây, tinh dầu bưởi của Alka thì nó như thế này. Thì thứ nhất á, là công dụng của nó là nó sẽ thay thế hoàn toàn cái dầu xả của mình. Nếu như các bạn thường là sử dụng dầu gội xong rồi dầu xả để các bạn xuông tóc, mọc tóc thì các bạn không cần xài dầu xả luôn. Và các bạn có thể lấy cái này để các bạn thay thế hoàn toàn và nó tốt hơn rất là nhiều dầu xả. Để các bạn thứ nhất là phục hồi tóc của mình sau một ngày đi nắng bụi ở ngoài gió nè, nó làm cho mình sơ sóc, với lại những cái ngày thi cử nó làm cho mình tóc mình khô thì làm cho mình lại dinh dưỡng hoàn toàn rất là nhanh so với dầu xả. Và thứ hai á, là về chạm gió, thì cái chạm gió này á, một phần nó giúp cho mình á, là sát khuẩn, nên cái gương mặt của mình khi mình đi một ngày bụi rồi thì nó hoàn toàn thay thế sản phẩm diệt bụi luôn, và nó giúp cho Quy tự tin trước mọi người. Và đặc biệt á, đối với những da kích ứng, tại vì bản thân Quy là da rất kích ứng nên không thể sử dụng những sản phẩm mà trị mụn, nên đây là liệu pháp tự nhiên mà Quy lựa chọn tới tận bây giờ là cũng phải hơn 1 năm rồi đó. Cảm ơn bạn. Thì mình được biết là bạn cũng đang hợp tác kinh doanh với công ty, thì bạn có đôi lời gì nhắn nhủ không? Thì thứ nhất là đối với những bạn mà muốn sử dụng và hoặc tự thậm chí không biết sản phẩm của Alka, thì Alka là một cái sản phẩm rất là tốt, nhưng mà nó mới định hình thương hiệu của mình phải 1 năm trên thị trường thôi, nên còn nhiều bạn mở rõ không biết nó có cái gì khác so với những loại tinh dầu khác đã đi trước đó, hoặc là những cái loại tinh dầu đã xuất hiện từ lâu thị trường, giá thành thì đôi khi hơi đắt một tí, nhưng mà hãy thực thật là đây là hoàn toàn là tự nhiên và nó cốt đồng tinh chất 100%. Có những loại tinh dầu khác rẻ hơn rất nhiều, nhưng mà phần trăm tinh dầu bên trong nó đó thì mình muốn nhắn nhủ một vài điều đơn giản thôi. Đối với những bạn muốn kinh doanh sản phẩm này thì thứ nhất mình phải là người sử dụng trước đã. Vì khi mà mình sử dụng nó, từ khi bắt đầu thì Quy cũng là người sử dụng, khi cảm thấy hiệu quả thật sự rồi Quy mới quyết định kinh doanh và giới thiệu cho mọi người. Và nếu những người bạn nào thì thật sự là muốn thử cái sản phẩm này nhưng mà vẫn đắn đo với số tiền bỏ ra quá nhiều như vậy, thì sẵn sàng Alka vẫn có những cái mẫu thử cho các bạn thì hoàn toàn miễn phí, và các bạn có thể liên hệ và lấy những cái mẫu test